Sáng nay, đoàn công tác Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với quận Thanh Khê về giám sát tình hình thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung chủ trì buổi làm việc. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê đã chú trọng chỉ đạo triển khai các quy định về bộ máy tổ chức, về công tác quản lý công chức viên chức làm việc tại Ủy ban Nhân dân quận phường, về xây dựng quy chế tổ chức hoạt động, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận, về công tác tài chính, ngân sách. Tuy nhiên, việc triển khai và thực hiện chính quyền đô thị tại quận vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu đề ra. Chính sách đặc thù chưa được phát huy trong thực tiễn, là một đơn vị dự toán thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn theo dự toán của thành phố giao cho từng lĩnh vực cụ thể, nên khi phát sinh nhiệm vụ mới, Ủy ban Nhân dân quận không chủ động được kinh phí, phải chờ kinh phí bổ sung từ thành phố nên không phát huy khả năng tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ của năm. Chính vì vậy, quận Thanh Khê kiến nghị một số nhóm vấn đề với đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân thành phố, trong đó nổi bật là sớm bố trí khoản chi để xử lý kịp thời những phát sinh trong chỉ đạo điều hành, cải cách về công tác thẩm định, phê duyệt công tác chuẩn bị đầu tư, quan tâm đến chế độ chính sách đối với đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách tại phường xã, hướng dẫn cụ thể đối với việc tổ chức hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận phường theo quy định tại Nghị định số 34 của Chính phủ.